Mến chào quý vị khán giả, mình là Ngô Phương Anh đến với bộ phim Đuổi Bắt Thanh Xuân. Mình sẽ đảm nhận nhân vật Liễu. Đây là một nhân vật khá là khác biệt so với những vai diễn mà Phương Anh đã từng đảm nhận. Và đến với bộ phim này thì Phương Anh cũng phải dành một lời cảm ơn đến tất cả các anh chị trong ekip, bởi vì đã biến Phương Anh thành một Ngô Phương Anh rất là khác so với những gì mà Ngô Phương Anh đã từng diễn ở trước đây. Thì trước đây có lẽ là quý vị khán giả đã rất là quen thuộc với hình ảnh ác nữ màn ảnh Ngô Phương Anh qua những cú liếc mắt hay là những cảnh quay rất là ác của nhân vật trước đây của mình. Thì đến với bộ phim này, hứa hẹn với quý vị khán giả sẽ có một Ngô Phương Anh thật khác trong Đuổi Bắt Thanh Xuân, và hy vọng là sẽ nhận được sự yêu quý từ quý vị khán giả nhé. Nhân vật lần này của Ngô Phương Anh đảm nhận thì nó cũng giống với Phương Anh ngoài đời, là cô này là một cô gái trẻ nè, cổ có nhiều năng lượng nè, cổ rất là vui tươi, rất là hồn nhiên. Thì tuy nhiên Liễu thì có một chút xíu vụn về, thì không biết là Ngô Phương Anh ngoài đời có như vậy không nữa, tại Phương Anh không dám nhận xét chính bản thân mình. Nhưng mà mỗi lần được hóa thân vào Liễu thì Phương Anh cảm thấy rất là vui, bởi vì cô gái này là một cô gái rất là dễ thương. Theo những gì mà Phương Anh cảm thấy nó là như vậy. Không biết lý do tại sao mà đến tận bây giờ Phương Anh vẫn rất là thích đóng những vai phản diện hơn nha. Bởi vì ở vai phản diện thì Phương Anh có thể tìm ra cho mình rất là nhiều nét diễn. Bản thân Phương Anh thì lại rất là thích những cô gái có những cái cá tính mạnh nè, khá là gai góc. Nó rất là khác so với hình ảnh của mình ở ngoài. Có thể là các anh chị quen biết mình thì khi mà nhìn thấy mình thì nghĩ mình là một cô gái nhẹ nhàng, nhưng mà mình lại rất là thích thể hiện những cô gái có phần nào đó có một cá tính sốc nổi hơn so với ngoại hình của mình bên ngoài. Thật ra thì Phương Anh đã trải qua rất là nhiều vai phản diện rồi, và Phương Anh cũng rất là vui khi mà quý vị khán giả được cuốn theo những nhân vật của mình. Cho nên là khi mà đóng một vai ác mà bị khán giả ghét hay là bị khán giả chửi thì Phương Anh cảm thấy đó cũng là một phần thành công của mình trong sự diễn xuất của mình rồi, đúng không nè. Kỷ niệm vui thì mỗi ngày đi làm thì đó là một niềm vui của mình rồi, bởi vì mình được gặp các anh chị em trong ekip, được gặp các người đồng nghiệp của mình, rồi được trải nghiệm, được hóa thân vào một nhân vật khác mình, thì đó là một kỷ niệm vui rồi. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây thì đây là lần thứ 3 Phương Anh được đóng cặp với anh Thanh Duy. Bật mí nhở? Ủa chưa kịp bật mí luôn. Em chưa kịp bật mí luôn, anh đi vô đây xa rồi đó, bật mí gì, nói xấu gì nữa đây. Không có, anh có nhớ cái câu chuyện mà ngày xưa đó, lúc mà em còn diễn ở sân khấu của Hồng Vân không? Nhưng mà anh có nhớ hồi xưa lúc mà em mới về diễn sân khấu kịch của cô Hồng Vân không? Lúc đó là anh đã vô nghề rất là lâu rồi, em là còn một cô bé chút xíu xíu à. Ủa, anh vô nghề là 2010 đó. À. Là sau đó em mới vô đúng không? Đúng, lúc đó là em mới bắt đầu vô trường sân khấu học thôi đó. À, anh đi diễn là em mới đi học. Đúng rồi. Rồi, anh đã vô nghề trễ, gặp em trễ hơn nữa. Thì lúc đó thì Phương Anh còn chút xíu thôi. Lúc đó thì anh Duy đã diễn ở sân khấu rất là lâu rồi. Thì hồi đó em cũng có nói là, trời anh Duy ơi, hồi đó em cũng thích anh lắm, anh nhớ anh Duy. À không, hình như là em bị nói ra miệng luôn á. Anh nhớ rồi quý vị ơi, lúc đó là Duy là bước vô sân khấu sẽ buồn. Ủa là... em bị nói ra miệng luôn á hả? Ngô Phương Anh là mình không biết, tưởng là khán giả bước xuống. Ủa anh đi nè. Cái này là lố không? Có cái này nha. Không, kể hơi lố chút mà có nói. Chứ mày có nói rồi. Luôn hả? Có luôn. Em nói sao vậy? Không kèm được luôn, đẹp trai quá nữa chứ. Trời, sao nữa. Nít mà quý vị biết không, Duy không kèm. Nhưng bây giờ chưa nói lại nó không được không? Không, bây giờ thì anh cũng đã có vợ rồi. Thì cũng như là Phương Anh đã chia sẻ thì đây là bộ phim thứ 3 Phương Anh có cơ hội được hợp tác cùng anh Thanh Duy rồi. Tuy nhiên đến những cảnh tình cảm thì em cũng còn rất là ngượng ngùng khi đóng với anh. Không biết anh có cảm nhận được điều đó hay không? Có lẽ là do là hai anh em ở trong sân khấu cũng quen thân quá, cho nên nó sẽ bị hơi ngượng ngượng chút. Nhưng mà đến một cái lúc mà đạo diễn yêu cầu thì cũng phải diễn thôi. Cái này mình là diễn viên mà. Chưa diễn thì đâu có được diễn đâu, chưa kịp diễn là trong phim này Ngô Anh đè đã cắn không à. Không có đó. Diễn cắn không quý vị ơi, bây giờ cái gu bây giờ, cái trend bây giờ rất là lạ, thích yêu là cắn, không hung nữa, hung nó thường quá đó. Chính vì đã làm việc với anh Thanh Duy từ rất là lâu rồi cho nên là giữa Phương Anh và anh Thanh Duy cũng có một cái sự gì đó nó hiểu ý trong cái cách diễn. Khi mà biết được là mình đóng cặp với anh Thanh Duy thì mình cũng khá là yên tâm, bởi vì anh Duy cũng đã làm việc với em rất là nhiều lần rồi, thì em nghĩ chắc anh ít nhiều gì cũng hiểu được cách diễn của em mà, đúng không? Bởi vì nói đạo diễn Ngọc Tưởng nó may mắn là lần này là Duy với Ngô Phương Anh hóa thân, cho nên khi mà diễn cái là ảnh yêu cầu cái gì là mình làm cũng được. Kể cả Ngô Phương Anh ngại là không biết mình bế nổi không, bây giờ nói anh bế em thà
là bế đi một đoạn đường một cây số cũng được. Chỉ có mấy anh quay phim lại anh bắt anh đứng lại nó khó lắm biết không, đi thì được. Nó là một cái chia sẻ vui cho nha quý vị nha. Rồi thì ở những cái phim trước là đa số là phim, những cái phim trước là em thường đeo đuổi anh thôi đúng không? Phim em chơi bố dượng, em cũng yêu anh rất là cuồng nhiệt, rồi cuối cùng cũng không đến được với anh. Rồi Nơi Ngọn Gió Dừng Chân thì mình cũng yêu nhau nhưng cuối cùng mình cũng không có kết đẹp. Thì ở Đuổi Bắt Thanh Xuân này không biết là cái kết của Phương Anh và Thanh Duy có được happy ending không? Lần này thì đổi ngược lại chút xíu là Duy đeo đuổi của Phương Anh, mà cái cuối cùng có tới nhau tốt đẹp hay không thì quý vị đón coi phim nha. Rất mong là quý vị khán giả sẽ yêu thích vai diễn của anh Thanh Duy cũng giống như là vai diễn của Phương Anh cùng với các bạn diễn viên trong bộ phim Đuổi Bắt Thanh Xuân nha. Mời quý vị nhớ đón xem, ủng hộ anh em tụi tôi nha.